cái chuyện đấy xong rồi thì mình tâm tình chuyện trò rồi thì hỏi han xem là như thế đã thỏa mãn chưa. Thực ra khi mà phụ nữ mà nghe câu hỏi han như thế thì nó cũng như kiểu là một tiếng ru để đi vào giấc ngủ ấy, nhưng mà tôi thấy nhiều người cũng không làm được việc đấy. Bản thân tôi nhiều lúc tôi cũng muốn được như thế nhưng mà cũng chả đạt được như thế đâu, cũng bực lắm. Chồng của em á, trong cuộc yêu thì rất là ngắn ạ. Cuộc yêu xong thì anh cứ lăn ra ngủ ấy. Và lại cuộc yêu của vợ chồng em chỉ khoảng được 1 đến 2 phút ạ. À, mỗi lần quan hệ xong thì cảm thấy rất là buồn ngủ. Nhiều khi là muốn thức để nói chuyện với vợ nhưng mà không cưỡng lại được, mắt nó cứ díp vậy. Mỗi lần xong việc là chồng lăn ra ngủ, thậm chí là ngủ còn say hơn cả những cái hôm mà cả hai ca ban. Vợ trách móc chồng vô tâm nhưng lần sau lại vẫn như vậy. Có cụ nói câu rất hay, đó là gì, con gái thì yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt. Vâng. Thế thì khi mà cái mắt nó no rồi thì nó phải nhắm mắt nó ngủ chứ. đấy là vấn đề là cái rất là hiển nhiên. Nhưng đương nhiên là gì, cái chuyện tình dục cũng như chuyện bếp núc chẳng hạn. Trong một bữa ăn mà sau khi ăn rồi, lo rồi, rất là thỏa mãn rồi mà cả vợ cả chồng cùng dọn dẹp thì đương nhiên cái cuộc sống gia đình nó sẽ rất là êm ấm hơn. Nhưng mà mình đừng có trách cho nam giới, bởi vì nam giới là gì? Chuyện bếp núc thì người ta có thể san sẻ được, nhưng có cái chuyện mà về quan hệ tình dục thì sau đó, thông thường là gì, cũng không phải là do người đàn ông người ta mất sức đâu, đó là cái sinh lý của người ta. Chính cái tình dục viên mãn đấy làm cho người ta giảm stress, và khi giảm stress cơ thể nó được thư giãn thì người ta dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Bởi vì khi quan hệ tình dục thì nó giải phóng ra một số chất mà có tác dụng gây thư giãn như prolactin rồi oxytocin hoặc là vasopressin chẳng hạn, thì sẽ làm cho người nam giới dễ đi vào giấc ngủ và ngủ rất là ngon. Thế nhưng mà chị em thì khi đạt cực khoái được một lần rồi thì vẫn có thể lần thứ hai, thứ ba, nhưng mà phải thông cảm cho ông chồng là gì, người ta đã dồn hết cả mọi sự vào đấy rồi thì cái khả năng mà để gọi là tái một cái trận đấu lại nữa thì ít ra phải 30-40 phút, có khi hàng tiếng giờ người ta lấy lại sức thì người phục vụ mình. Bây giờ xin cắt lời bác sĩ Nguyễn Đình Liên cái là bác Hương chưa muốn nói đến cái việc là có thể có một cái hiệp 2 hay hiệp 3 gì đấy mà chúng ta mới chỉ dừng ở hiệp 1 thôi. Nhưng mà ngay sau đấy thì là các ông chồng có thể lăn ra ngủ ngay, trong khi đi chị em chúng tôi thì thường là rất là trăn trở và rất còn những cái vương vấn của những cái cảm xúc khi mà vừa mới yêu. Nhưng nói thật với chị là như này này, mình phải hiểu là gì, người phụ nữ người ta mơ mộng lắm, lãng mạn lắm. Nhưng mà khổ quá, anh em cánh đàn ông mày dâu thì cái lúc đó thì cơ thể sinh lý nó bắt vào rồi, nhưng kiểu người đã buồn ngủ rồi thì không cái gì cưỡng lại được cả. Và nhiều cái trường hợp là gì, nhiều ông chồng về làm về nhà mệt mỏi quá, rất muốn phục vụ vợ nhưng mà vật xuống giường là ngủ mất rồi. Chị em phải thông cảm cho một chút, và trong một trận bóng 90 phút hiệp đầu rồi thì là của cánh đàn ông đi, thì còn bao nhiêu phút hiệp phụ đấy là dành cho phụ nữ, và phụ nữ lên chủ động gợi mở những cái gì. Có thể là lúc đó ông chồng đang ngủ, tại sao mình không massage cho chồng thêm nữa, chồng đỡ mệt mỏi hơn, lại càng đạt được cái massage thì sợ chồng ngủ lại say hơn đấy. Không, bởi vì tại sao, ví dụ là người đàn ông người ta giao ban lúc bị tầm 12 giờ đêm rồi thì lúc có cả hai vợ chồng cùng ngủ cũng ngon, nhưng mà có thể những lúc giao ban khác cơ mà. Giao ban có thể buổi trưa, sáng trước khi đi làm chẳng hạn, thì ông chồng kiểu gì có khi xong việc rồi rất đấy đấy, nhưng mà lại vừa đi làm, nói chung đó mình ăn bữa sáng mình tâm sự với nhau thì phải là tốt hơn không? Vâng. Tuy nhiên bác sĩ Liên này, có khi nào mà tình trạng ngủ lịm đi của các anh thì nó có phải là một cái điều bất thường hay không? Chính xác, ta gọi là thượng mã phong. Đàn ông sau khi quan hệ thì người ta bị những cơn tai biến mạch máu não hoặc là bị nhồi máu cơ tim ấy, thì đúng là rất là nguy hiểm. Phụ nữ mà hiểu chồng mình có những bệnh có nguy cơ cao như tim mạch rồi huyết áp nọ kia chẳng hạn, cũng phải hết sức chú ý. Thế nhưng mà chắc là khi hai vợ chồng âu yếm nhau rồi, quan hệ với nhau thì rất hiểu nhau, người ta biết là nhịp thở, nhịp tim cũng đập như thế nào, người ta sẽ biết chồng mình đang ngủ hay là chồng mình đang có rơi vào cái tình trạng nguy hiểm. Thế lúc đó đúng là mình phải tìm mọi cách làm cho chồng mình tỉnh. Vậy những cái dấu hiệu nào thì gọi là nguy hiểm ạ? Thượng mã phong là gì? Là những cái cơn tai biến có thể là trong sau khi quan hệ xong người ta bị lên cơn co giật, hoặc là người ta yếu liệt nửa người, hoặc là người ta bất tỉnh hoàn toàn. Như trong phim ảnh thì nó hơi thái quá, nhưng thực tế trong cuộc sống là người ta bất tỉnh, mất ý thức, thì đương nhiên người phụ nữ người ta sẽ nhận biết được. Và lúc đó thì cần phải tìm mọi cách để mà sơ cứu cũng như là liên hệ cấp cứu để đưa chồng mình vào trong bệnh viện, tránh hiện tượng nhiều trường hợp xấu hổ rồi loay hoay luôn cuống không biết làm gì, cuối cùng là để cho ông chồng rất nặng.
Như vậy là những cái dấu hiệu nguy hiểm thì cũng nên lưu ý. Tuy nhiên thì Mai Hương vẫn muốn là quay trở lại cái câu chuyện giữa Mai Hương và bác sĩ Liêm. Và Mai Hương nghĩ rằng là cái thời khắc sau yêu là một cái thời điểm rất là quý giá. Nó như là một cái sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Và nếu như giữa hai người có những cái băn khoăn, có những khúc mắc gì thì đây là cái thời điểm để có thể giải tỏa được rất là thuận lợi. Cái chính cái quan hệ tình dục nhiều khi đó là cái sự giao hòa giữa hai tâm hồn và nó làm cho con người ta hòa hợp với nhau hơn. Nhiều cặp vợ chồng chính sau khi giao ban người ta có thể tiếp xúc, người ta chia sẻ rất tâm tư nguyện vọng và lúc đó dễ trao đổi với nhau, dễ làm rất nhiều thứ với nhau. Nhiều khi có khi ông chồng rất nóng giận với vợ rồi vợ hoặc là vợ, nhưng mà như khi sau cái quan hệ tình dục xong mà người ta đạt thỏa mãn thì người ta làm hòa nhau rất là tốt. Vâng. Thế thì tôi đã nói rồi cái chuyện mà gì, nếu mình nhỡ đâu mình lấy vợ ông chồng như thế, thực ra không phải là vô tâm đâu mà người phụ nữ nó lên chủ động. Chứ còn nếu mà khi người đàn ông người ta không rơi vào giấc ngủ chẳng hạn thì chắc chắn là người ta cũng không ngủ ngay đâu, người ta còn tâm sự chán ấy. Và có một điều muốn nhắn nhủ với chị em đó là đừng vì những cái suy nghĩ tiêu cực mà làm cho tinh thần của chúng ta đi xuống. Cũng như bác sĩ Liên vừa chia sẻ là chị em hãy nên chủ động những cái câu chuyện gợi mở để nói chuyện với chồng, để làm cho cái cuộc yêu nó đều là những cái cảm xúc thăng hoa của cả hai. Còn bây giờ thì mời bác sĩ Liên đến với phần 2 của chương trình là giao lưu với thính giả. Vâng, xin mời cuộc gọi đầu tiên ạ. Dạ alo. Vâng, xin chào thính giả. Dạ, em muốn hỏi là cái thuốc mà Viagra đã uống có ảnh hưởng gì không chị? Vì sao anh phải uống thuốc này và anh đã uống chưa? Là nghe trong cái chuyện thần kinh là nói về cái thuốc Viagra đó là uống đó. Để mạnh em hỏi thử cho em chưa uống. Vậy thế hiện nay thì cái hoạt động tình dục của anh như thế nào? Có lúc thì cứ được mà có lúc thì cũng không được. Lúc được lúc không. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 42. Vậy thì cái mỗi cuộc yêu của anh thì kéo dài được bao lâu? Dạ nếu lúc mà được thì cũng khoảng 15-20 phút. Cũng được 15-20 phút. Vậy thì bây giờ mời anh nghe bác sĩ Nguyễn Đình Liên tư vấn cụ thể cho anh nhé. Cái câu chuyện mà cánh đàn ông rất hay quan tâm rất nhiều đó là khả năng cứng cứng và kéo dài cái cuộc yêu ấy. Thế thì khi mà có sự bất thường thì người ta sẽ tìm rất nhiều cách, tìm mua sách đọc này, rồi lên trên mạng tìm tài liệu đọc, rồi rất nhiều cái làm cho người ta hoang mang. Thế thì để mà dùng được cái thuốc Viagra không ấy, thì các nhân viên y tế, rồi Bộ Y tế người ta khuyến cáo rất đơn giản là gì, phải đi khám. Để bác sĩ nam khoa hay bác sĩ tiết niệu người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ tìm xem là sử dụng hàm lượng nào cho nó phù hợp, dùng trong bao lâu, và xem là đặc biệt là bệnh nhân có những bệnh lý khác kèm theo mà khi dùng thuốc có tác dụng phụ hay không. Ví dụ bệnh lý về tim mạch thì người ta phải giảm liều chẳng hạn, hoặc là những bệnh lý về mắt nó gây tăng áp lực mắt, nó gây ảnh hưởng đến cái thị lực. Thế thì tôi muốn hỏi là anh có mắc bệnh gì khác nữa không? Dạ không, bình thường. Hai vợ chồng một tuần quan hệ được mấy lần? Công việc làm cũng nặng nhọc cho nên cứ mỗi thứ bảy thôi. Tức là 42 tuổi mà một tuần một lần. Thế thì cái chuyện mà anh bị mệt nhọc ấy thì cái khả năng cứng cứng nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều so với những người mà người ta lao động thể lực bình thường. Hoặc thế thì cái buổi mà anh quan hệ ấy, thì anh lên là gì, hôm đó ấy, hạn chế bia rượu, hạn chế thuốc lá, chất kích thích, hạn chế vận động thể lực thì nó sẽ giúp cho anh có sức khỏe tốt để đảm bảo lâm trận ấy kéo dài thời gian hơn, cũng như là gì, nó khả năng cứng cứng nó sẽ là tốt nhất, anh hiểu chưa? Còn cái Viagra anh dùng á, nếu như mà mình bị trường diễn kéo dài như thế thì đương nhiên là đi khám thì các bác sĩ có khả năng sẽ cho anh sử dụng. Quan trọng nhất vẫn là gì, liều lượng. Mình phải hiểu là thuốc nó là con dao hai lưỡi, mình dùng mà nhiều quá cuối cùng nó nhờn thuốc rồi, sau này mình dùng nó sẽ không có đáp ứng nữa. Chỗ em làm nó có mấy ông anh lớn tuổi rồi mà ông cứ hay dùng đúc kết mà ông không cần khóm vô, cứ ra ngoài ông uống như bình thường ấy vậy. Cái dốc kết nó là một sản phẩm chức năng, người ta không gọi coi là thuốc. Cái chuyện mà người ta sẽ bổ sung các cái sản phẩm chức năng để mà tăng cường sức khỏe sinh lực lên là người ta cho phép. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Dạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, bây giờ thì xin mời cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Alo. Vâng, xin chào thính giả. Xin mời thính giả chia sẻ ạ. Ừ, bởi vì cái hoàn cảnh tôi đó là dạo này vợ sao, nhưng mà bà mỗi khi lên đỉnh bà làm quá trời, bà làm như là gần chết nha. Đọt trong cổ rồi ghen dữ lắm. Tôi sợ. Mai Hương tưởng như thế là bác sẽ thích chứ ạ? Sợ thì có chết hết gì, sợ bà chết luôn á. Bác gái thì năm nay thì bao nhiêu tuổi ạ? Bà 48 tuổi, sao bà? Tức là hai bác là cũng cách nhau là 20 tuổi đấy ạ. Gần hai giáp. Đó là cái bệnh hay sao, bà làm gì?
À, thế chưa chắc đã là bệnh đâu, mà có khi là đúng là bác là một bậc thầy về nghệ thuật tình dục, làm cho vợ mình đê mê đến như thế. Vâng. Thế nhưng mà giờ trước tôi đâu có vậy. À, cái chuyện mà người phụ nữ người ta biểu lộ và bộc lộ cái cảm xúc tình dục, nó có thể thay đổi theo thời gian, theo thói quen, theo cái trình độ văn hóa được người ta cải thiện cái hiểu biết về tình dục. Tôi cũng nghĩ rằng bác là một người rất yêu vợ, là do bác sợ là vợ mình sướng lại có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Do đó bác tìm đến chương trình thì tôi bày một cách rất đơn giản thôi. Bác hãy cho vợ đi khám sức khỏe định kỳ một lần này, đi khám tổng thể, khám về tim mạch, khám về thần kinh cơ xương khớp chẳng hạn. Nếu mà bác sĩ bảo bình thường cũng thế thì tốt quá, như gì ạ. Nhưng mà tôi kêu bà thay đổi không được. Tôi khổ quá, lúc đấy là cảm xúc rồi, cảm xúc người ta làm sao người ta kìm lại được. Cảm xúc đang dâng trào không thể hãm được bác ạ. Tôi nghĩ là đòi chia tay bà giận, bà nói anh mà chia tay em là em tự giận chết trong nhà. Đấy vì người ta yêu mình quá đấy còn gì nữa. Mai Hương nghĩ là sẽ có nhiều người còn ghen tị với bác khi nghe cái câu chuyện này đấy ạ. Tôi thì nói rằng là giận nông thôn sợ lắm, đâu có biết gì đâu, chỉ biết vợ tôi với bà thôi. Vâng, và tôi nghĩ rằng là gì, chính vì vậy bà ấy không thể rời xa bác được. Vậy cảm ơn em. Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Rồi. Vâng, xin chào bác. À, alo, bây giờ thì chúng tôi đang chờ nghe cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ, chào anh chị ạ. Chào bác ạ. Tôi thì hôm nọ tôi hơi tức bụng, tôi đi khám ở viện ấy. Bác sĩ kết luận là chỉ có viêm bàng quang, cho tôi uống 5 ngày thuốc rồi nó đỡ, nhưng mà tôi đi giải thì tôi vẫn thấy nó ngứa bác sĩ ạ. Vâng. Mà nước giải thì nó vẫn trong. Thì tôi không biết là bảo là trong bụng thì không có dung dịch gì, nhưng mà tại sao cái gì nó lại tiết ra. À, đi giải nó lại ngứa, muốn bác sĩ tư vấn xem nó là cái bệnh gì. Bác năm nay bao tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 75 bác sĩ. À thế này bác ạ, cái chuyện nhiễm khuẩn tiết niệu ở Việt Nam nó rất là phổ biến. Đặc biệt nữ giới là nguy cơ cái nhiễm trùng tiết niệu nó cao hơn rất là nhiều. Nhà trẻ con này và những người lớn tuổi, tức là các cái dịch tiết vùng đó nó khô, nó ảnh hưởng cả cái chuyện sinh hoạt tình dục, hoặc là gì, nó do viêm nhiễm ngược dòng. Ngay cái tuần vừa rồi tôi gặp một bác cũng khoảng tầm 73 tuổi. Bác ấy chia sẻ một câu chuyện mà gì, ngày nào 10 năm 2 phút bác phải đi vào trong nhà vệ sinh, bác không chịu được. Là do gì? Bác ấy điều trị cái viêm nhiễm đường tiết niệu nó không đến nơi đến chốn. Cộng thêm là gì? Có những nguyên nhân là viêm hẹp niệu đạo, rồi do nấm chẳng hạn, không được điều trị đến nơi đến chốn, làm cho cứ tái đi tái lại nhiều lần. Và thói quen người Việt là gì? Cứ đỡ được triệu chứng một chút nào đó thì lại không đi khám lại. Do đó là gì? Tự dùng thuốc và làm cho người phụ nữ trở nên cực kỳ khó chịu trong cuộc sống. Tôi những trường hợp như bác ấy thì chúng tôi phải chẩn đoán xem là ngoài cái chuyện bác bị viêm nhiễm ra là do vi khuẩn hay do nấm chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ điều trị đúng theo phác đồ thì nó sẽ khỏi. Đồng thời chúng tôi loại trừ những bệnh lý khác như u cục, u xơ tử cung rồi tất cả những khác thì nó sẽ tốt hơn cho bác. Và bác ở Gia Lâm thì tôi nghĩ rằng bác có thể lên bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh Phụ sản Trung ương, là người ta khám, người ta sẽ điều trị cho bác rất là tốt. Bác yên tâm nhé. Mới uống có 5 ngày thuốc thôi thì bác cứ nghĩ là những cái triệu chứng đó chưa thể nào mà khỏi được đâu ạ. Chính xác. Vâng, bác cố gắng và mình cũng phải có một số những cái lưu ý trong sinh hoạt nữa không ạ? Rất đơn giản thôi, bác có thể mua cái dung dịch vệ sinh phụ nữ, bác rửa hàng ngày cho cháu. Mà nếu đợt này vẫn còn giao ban với ông xã chẳng hạn thì tạm thời nếu có thì phải đeo bao cao su vào. Hoặc là có rát nhiều quá thì mình dùng các chất bôi trơn giúp cho mình chống được viêm nhiễm vùng đó. Tại vì tôi nghe là cái chỗ bệnh viện của các bác chữa nó nhanh, tôi muốn sang bên đấy. Thì đương nhiên là bắt được đúng bệnh thì sẽ chữa nhanh các bác ạ nhé. Và bác có thể đến khoa tiết niệu của bệnh viện Đại học Y để có thể là khám bác sĩ Liên cũng được bác ạ. Xin cảm ơn bác. Chào bác sĩ ạ. Alo, xin mời cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Chào bác sĩ nhá. Chào bác sĩ ạ. Xin chào bác ạ. Tôi năm nay là 88 tuổi rồi. Vâng. Và tôi đi siêu âm thì có 2 viên sỏi ở bàng quang, một viên là 18mm, một viên là 11. Vâng. Thế mà có bác sĩ thì bảo là đi phẫu phẫu thuật để nó tránh thì nó to. Vâng. Thì nó tắt đi giải được. Vâng. Bây giờ một đêm tôi đi giải 14-15 lần. Vâng. Rất khổ, cho nên là ngoài lại bảo là cứ uống thuốc lá với này thuốc kim tiềm thảo ấy nó trôi ra không có được, không chứ muốn hỏi bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác ấy. Rồi. Bác đang ở tỉnh nào ạ? Tôi ở Quảng Ninh ạ. Thế này bác nha, cái trường hợp của bác này phải can thiệp rồi, không có thuốc nào làm tan được đâu ạ. Bác tưởng tượng là cái sỏi bàng quang nó rắn như cái cục đá ấy. Mình dùng búa tạ mình đập nó chả vỡ cơ mà. Và do đó là gì, cái trường hợp của bác này lên phẫu thuật mà bây giờ người ta có phương pháp điều trị rất là hiện đại. Với cái sỏi bàng quang đơn thuần thì người ta có thể chỉ tán ngày hôm trước hôm sau có thể ra viện rồi, mà là mổ nội soi không có sẹo, ít đau. Và trong trường hợp của bác 82 tuổi, tôi nghĩ rằng là có thể là có kèm theo cái bệnh lý tuyến tiền liệt. Nó là nguyên nhân gây ứ đọng nước tiểu và hình thành sỏi thì có thể người ta sẽ mổ nội soi
cùng một thì, vừa cắt cái u tuyến tiền liệt và vừa làm cho cái sỏi tán, là cái sỏi nó tan đi ấy, bác sẽ đi tiểu rất tốt. Và tôi nghe cái giọng của bác ấy, chứ là người rất là khỏe, hào sảng như thế, thì tôi nghĩ rằng là sau khi giải quyết tiểu tiện này tốt ấy, chất lượng cuộc sống là cải thiện tốt lên. Tôi nghĩ rằng bác sống có khi đến 95, 96 tuổi đấy ạ. Và các bác sĩ là có người gây dọa thôi, bảo là như thế là ông lâu rồi ông bỏ, ông không quan hệ, cho nên là ông bị chứ không phải không. À, cái chuyện là nam giới thì người ta còn nhu cầu, còn khả năng cương cứng thì người ta vẫn có quan hệ được bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng bác suốt ngày bác cả đêm 14, 15 lần đi tiểu thì còn tâm trí nào mà cái chuyện đó nữa. Là, người ta chắc là cũng không có một cái mối quan hệ nào giữa cái việc mà lâu rồi không quan hệ mà lại dẫn đến bị sỏi bàng quang, phải không? Đấy là cái điều hết sức là phù lý. Tại nguyên nhân đấy gây ra có sỏi. Không phải đâu bác ạ. Mình nên đi điều trị sớm bác nhá, đừng băn khoăn gì nữa, và cũng không nên uống các loại thuốc lá vào cái lúc này đâu bác ạ nhá. Vâng, cảm ơn và chúc chương trình tìm hiểu được nhiều cái tiết mục hay để phục vụ cho chúng tôi được biết nhá. Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đang chờ ngay cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Vâng, xin chào chương trình. Tôi xin hỏi chương trình có hai vấn đề. Vâng. Vấn đề thứ nhất là một người bạn khác giới. Vâng. Đến có trao đổi tôi là xin một đứa con. Nếu mà tôi cho thì như vậy là có ảnh hưởng đến pháp lý không? Đấy, cần câu chuyện thứ hai thì họ cứ yêu cầu là cứ một tuần phải giải quyết cho họ là hai lần. Nhưng mà tôi bảo bây giờ thì điều kiện tôi là sức thì cao rồi, chỉ có một lần mà không nghe. Mai Hương có thể hỏi thêm là năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay là 82 tuổi. Chỉ nghe vậy thôi thì Mai Hương cũng có thể hình dung là bác có một cái tướng mạo chắc là cũng rất là cao to và rất là khỏe mạnh đây. Tuy nhiên ở cái tuổi 82 thì có còn khả năng sinh con được nữa không, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên? Tôi xin chia sẻ câu chuyện là cái ông ở bên Tây Ban Nha chẳng hạn, ông 82 tuổi, ông lấy cô vợ 29 tuổi vẫn sinh được con, là chuyện có thật. Người đàn ông người ta nếu người ta vẫn có khả năng sinh được tinh trùng và vẫn quan hệ được thì cái chuyện có con là chuyện bình thường. Và đương nhiên là cái xác suất thì nó không thể bằng đối tượng trẻ được, nhưng cái chuyện có con là có. Còn nếu không, người ta có thể có con bằng gì? À, bằng IVF, lấy tinh trùng, lấy trứng của phụ nữ, tạo phôi để cấy cho phụ nữ, thì đấy là con đường nhờ khoa học giúp đỡ. Còn cái chuyện mà 82 tuổi, nếu mà bác có đủ sức khỏe thì bác vẫn quan hệ được bình thường, mà đảm bảo sức khỏe thì không ai cấm, mà cũng là tốt cho sức khỏe. Nhưng mình phải hết sức là cân nhắc cái chuyện người phụ nữ kia là tầm bao nhiêu tuổi. Bạn đời thế là 45 tuổi. Cái chuyện mà người phụ nữ 45 tuổi cái khả năng sinh sản nó cũng sẽ thấp, và đặc biệt người ta khuyên cáo là tầm tuổi đó sinh con này rất dễ bị những bệnh dị tật bẩm sinh. Đấy là hai người hết sức cân nhắc. Còn cái chuyện mà mình 82 tuổi rồi, đây một cô 45 tuổi, nó cũng chênh lệch rất nhiều tuổi tác. Vậy mình có đủ mạnh dạn, đủ bản lĩnh để nếu như mà nó chuyện mà nó vỡ lở ra, lộ ra thì cái búa rìu dư luận ở hàng xóm mình có chịu được hay không là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái chuyện mà luật pháp cho phép hay không thì cái đó thì tôi là bác sĩ thì tôi chỉ đảm bảo về sức khỏe cho bác, và cái chuyện mà nếu có đứa con thì nó được đứa con khỏe mạnh không bị gì tật thôi. Và còn là một cái câu hỏi nữa là hai lần một tuần liệu có được không ạ? Vấn đề là bác có đủ sức khỏe để đáp ứng hay không. Người phụ nữ 45 tuổi là thường hồi xuân và nhu cầu người ta có thể lớn hơn cái thời người ta còn ngày xưa. Cái chuyện mà nhu cầu ham muốn người ta muốn được giải tỏa cũng phải cân nhắc làm sao mình yêu là để sống tốt hơn, khỏe hơn, chứ không phải yêu để chết, yêu để ảnh hưởng đến tâm lý của mình, do hết sức là cân nhắc. Bác có đủ sức khỏe thì cái chuyện mà theo sinh lý thì không ai cấm được bác cả. Thế thì bác cũng cân nhắc nhé. Xin chào bác. Alo, xin mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi ạ. Xin chào anh. Tôi có vợ chồng cũ em, chỉ vì cái chuyện chăn gối mà nó cãi nhau đánh nhau. Mình đầu tiên thì không biết, giờ tìm hiểu biết ra thì vợ không chiều được chồng rồi, vợ chồng nó cứ đánh nhau. Mình là người anh nhiều lúc cũng đau đầu, thế hỏi vợ, đến lúc hỏi thật vợ nó thì vợ nó bảo, anh bảo bây giờ em đi làm về mà to béo khỏe mạnh, nhưng nó bảo là anh ấy đòi hỏi nó quá nhiều nên em không chịu được. Không biết là hay là thằng chồng nó bị bệnh làm sao, tôi hỏi bác sĩ. Một tháng nó cứ đủ 30 phiên họp chợ, thế thì làm sao mà vợ được. Anh đã thử nói chuyện với cả chồng của chị chưa ạ? Chồng thì chồng đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thế tại sao anh không bảo hai anh chị nói chuyện với cả Mai Hương và bác sĩ Nguyễn Đình Liên? Nhiều lúc là thằng chồng nó cũng giữ, nó cũng ngại. Còn vợ nó thì nó sau tôi dồn vào nước đường cùng mới khai thật. Rồi nó vợ nó mới khai thật. Thôi được rồi ạ, tôi muốn hỏi là em trai của bác năm nay bao tuổi ạ?
nó 48-49 rồi. Mới cháu. Nó có 45-46 cân rồi. Mới cháu. Nó như con dây biển ấy, thế mà sao nó lại mới cháu dạ. À thế này ạ. Các cụ ngày xưa có câu này, người gầy là thầy của mọi thứ. Thông thường mình cũng phải phân tích xem là dạo này tâm lý có vấn đề gì không. Ví dụ là ông nhàn rỗi quá, hay là ông ấy có ghen với vợ, là ông vợ đi làm có gì với đồng nghiệp hay không chẳng hạn. Nếu khi ông ấy làm quá lên thôi, đáng ra anh ấy tâm sự trực tiếp với chúng tôi thì chúng tôi hỏi xem à, cái chuyện này nó diễn ra bao nhiêu năm nay rồi, hay chỉ gần thời gian gần đây không. Thật bác sĩ là nó diễn ra phải đến hơn 2 năm nay rồi. À đấy, à. Chứ ngày xưa thì không phải như thế. Nhau choảng nhau liên tục. Mà nói thật bác sĩ, nó làm hàng tiếng rưỡi đồng hồ không ra thì bác sĩ bảo có chết tôi không. Thế này tức là anh cũng có hai cái mà phải, có thể là cũng có cái mắc bệnh trong người, hoặc là cái vấn đề tinh thần của anh, hoặc là những cái về bức xúc về trong tình dục mà anh không được giải tỏa thì đúng cũng làm cho cuộc sống vợ chồng nó xích mích. Bác nên cho đây, anh có thể là trong hội chứng là chậm xuất tinh hoặc là không xuất tinh được ấy, thì đúng là nó cũng làm cho người phụ nữ người ta cực kỳ khổ sở. Và thứ hai là gì, tôi nói thật chứ họp chợ phiên ở miền núi có đông lắm, cái tuần hạm 2-3 phiên là cùng thôi, ngày nào cũng họp chợ phiên thì đúng là mệt mỏi. Và rút xuống một tuần 2-3 lần thôi ạ. Ở thế bác, tôi muốn hỏi bác là bác có chia sẻ là tuần bác họp chợ mấy lần ạ? Tôi thì gấm đến một tuần, bây giờ hoặc đến một lượt, hai lượt, rồi tính nữa. Tức là thế bây giờ mình kéo ông ấy lên khám ngay đi ạ. Tôi lo là lo hạnh phúc cho các chính xác ạ, chính xác ạ. Có sự giúp đỡ của bác sĩ nó vẫn hơn bác nhé. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, vâng. Alo, xin chào bác sĩ nhá. Chào bác. Xin chào bác. Tôi ở Nghệ An. Vâng ạ. Hỏi là bà vợ tôi bị xa sinh dục cắt toàn phần, hỏi là phụ nữ mà cắt sinh dục toàn phần thì có còn sinh lý không? Vâng. Hai nữa là nếu mà quan hệ tình dục thì có ảnh hưởng gì không? Vâng. Vợ bác cắt được bao lâu rồi? Khoảng hơn tháng rồi. À, rồi. Từ hôm đó đến giờ là hai bác đã gần nhau chưa? Chưa, đã hỏi thôi chứ chưa. À, vợ bác bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 60, bà 55. Vậy xin mời bác nghe phần tư vấn của tôi muốn hỏi bác là hai vợ chồng mình là sinh được mấy người con ạ? Được 5 người con. Bà xã nhà mình có lao động nặng quá không? Lao động cùng lao động nhà nông, kiểu lao động. Rồi. Tôi rất là trân trọng những người đàn ông như bác là rất lo sức khỏe cho người vợ. Vâng, vâng. Đó, tới đây một giờ rất là mừng mà tôi nghĩ rằng là bà vợ cực kỳ hạnh phúc với chuyện đó. Vâng. Thế cái chuyện mà xa sinh dục ấy thì thông thường là với người lớn tuổi thì người ta có cái biện pháp là cắt cái tử cung, có thể bán phần hoặc là toàn bộ để làm cho cái xa sinh dục đó người ta khâu treo rất như vào để cho cái phòng sàn chậu nó, tức là cái bộ phận như bàng quang và tử cung nó không lộ ra ngoài. Vâng. Đấy, thì đấy là một phương pháp điều trị. Còn những đối tượng trẻ hơn thì người ta sẽ cố gắng giữ bảo tồn, khâu treo vào cái tử cung nó vào ụ nhô chẳng hạn ấy, thì cái chuyện sinh hoạt bình thường, tình dục nó sẽ như là người bình thường. Nhưng con trường hợp của bác, cỏ của bác thì nhiều chương trình chúng ta chia sẻ rồi, sau khi quan các cái tử cung người ta vẫn quan hệ được tình dục bình thường. Đương nhiên cái nội tiết của người phụ nữ nó có thể thay đổi, nó có thể làm cho khô rát, thì mình có thể sử dụng các chất bôi trơn. Thế thì sau một tháng rồi mà tôi nghĩ rằng là cái vết mổ bác gái mổ mở hay mổ nội soi ạ? Mổ phanh ạ. À, mổ phanh thì đương nhiên là cái sẹo chắc nó cũng liền rồi. Mà nếu mà sức khỏe đảm bảo thì cũng có thể giao ban được rồi đấy ạ. Bác không phải lo lắng quá đâu. Nhưng đương nhiên là gì, cái động tác cũng như là tư thế làm sao nó đừng nó đè ép nhiều vào vết thương thì nó cũng sẽ giúp cho bác gái là nó không có đau. Và cái cảm xúc nó gần như ngày xưa bác nhá. Vâng, vâng, nó tóm lại là không ảnh hưởng gì sức khỏe vậy. Vâng, ảnh hưởng ít ạ, bác nhá. Như vậy là bác yên tâm rồi nhá. Cái câu hỏi của tôi riêng tôi đây. Vâng. À, vâng, xin mời bác ạ. Thật ra là cái độ cương cứng nó kém quá. Mà khi muốn quan hệ tình dục thì đến thì lại anh cứ chịu đi. Vâng. Và khi không vào được thì tiếp xúc ngoài âm đạo như vẫn xuất tinh, thì ta xuất tinh trong trường hợp ấy có phải bệnh lý không, có ảnh hưởng gì không? Tức là mình lớn tuổi rồi, cái khả năng cương cứng thì kém rồi, mình xuất tinh sớm thì cái đó là đương nhiên nó sẽ làm cho mình không vui đã. Thứ hai là mình rất thương bà vợ, mình lại không phục vụ bà vợ, mình lại càng đau lòng hơn. Thế thì cái trường hợp của bác ấy thì tốt nhất lên đi khám để người ta cho dùng thuốc hỗ trợ thì nó sẽ tốt hơn và đạt hiệu quả. Vì bây giờ mình lo cho bà vợ xong cái chuyện bệnh rồi thì đến lượt mình, và cái chuyện lo của mình đây là cả hai cùng vui, thì mình lên đi khám bác nhá. Thế là cả hai. Vâng, thế thì bác cũng nên đi khám. Vâng, xin chào bác đã tham gia chương trình ạ.